của cô dâu Huyền Trang và chú rể Việt Thắng. Và quý vị, chúng ta hãy dành những tràng vỗ tay thật nồng nhiệt để chúng ta cùng chúc mừng đi ạ. Xin được trân trọng cảm ơn quý vị và xin được trân trọng giới thiệu có sự hiện diện của bà Phạm Thị Nguyệt. Và trân trọng kính mời bà cùng tiến lên phía trên một bước. Vâng ạ, xin mời bà. Và xin mời quý vị, chúng ta hãy dành những tràng vỗ tay thật nồng nhiệt để chúng ta cùng chào đón và chúc mừng. Và trân trọng giới thiệu, xin mời ông bà Quang Khuyến thân sinh ra cô dâu Huyền Trang. Trân trọng kính mời ông bà cùng tiến lên phía trên một bước, cùng cúi đầu để cảm ơn tất sự hiện diện của quý vị đã về đây tham dự và chúc mừng. Trân trọng cảm ơn quý vị. Và thưa quý vị thân mến, họ là những người hạnh phúc nhất và dạng người nhất, đó là cô dâu Huyền Trang và chú rể Việt Thắng. Xin mời đôi bạn trẻ của chúng ta sẽ cùng tiến lên phía trên một bước để cùng cúi đầu để cảm ơn tất sự hiện diện của quý vị. Lần nữa chúng ta hãy dành những tràng vỗ tay thật nồng nhiệt để cùng chúc mừng nhé. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và bây giờ xin mời quý vị, chúng ta cùng chóp rượu, rót đồ uống, cùng nâng ly, cùng chúc mừng hạnh phúc tới đại gia đình trong ngày hôm nay ạ. Xin mời quý vị ạ. 1, 2, 3, chúc mừng hạnh phúc. Xin được trân trọng kính mời quý vị và xin mời đại gia đình ạ cùng nâng ly, cùng chúc mừng trong ngày hôm nay ạ. Và một lần nữa xin được thay lời cho ban tổ chức và gia đình trân trọng cảm ơn tới sự hiện diện của quý vị. Và trân trọng kính mời đại gia đình cùng trở xuống phía dưới, cùng đi mời rượu để cảm ơn tới sự hiện diện của quý vị khách quý đã về đây dành những lời chúc tốt đẹp nhất, chúc mừng hạnh phúc tới đại gia đình. Đặc biệt là dành những lời chúc tốt đẹp nhất, chúc mừng hạnh phúc tới đôi bạn trẻ của chúng ta.